Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin giảng các em toán lớp 7 chứ sách chuyên trợ sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng, Khải Liêm đi bóng khá quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để hãy thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình xem bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 2 đa khúc một biến, chương 7 sách chuyên trợ sáng tạo. Hôm nay mình sẽ học tiếp số 3 phần bài tập. Mình sẽ làm câu số 10. Câu số 10 người ta cho đa khúc quy y sẽ bằng 2 nhân y bình phương trừ 5 y cộng 3. Các số nào trong tập hợp 1, 2, 3, 2 phần 3, 3 phần 2 là nghiệm của quy y. Và bây giờ mình sẽ đi tính các quy 1, quy 2, quy 3 và quy 3 phần 2. Quy nào bằng 0 thì có nghĩa đó là nghiệm. Như vậy câu nào? Câu này các em trả lời như sao? Trước hết mình sẽ tính quy 1. Quy 1 sẽ bằng. Như vậy chỗ nào có y mình thay bằng 1. Như là 2 nhân y bình phương có nghĩa nhân 1 bình phương. Trừ 5 nhân cho y có nghĩa là nhân 5 nhân cho 1 cộng 3. Như mình thấy 1 bình phương cũng là 1 thôi. 2 nhân 1 là 2. 5 nhân 1 là 5. Rồi 2 cộng 3 là 5. 5 trừ 5 bằng 0. Tiếp theo mình sẽ tính quy 2. Hai nhân cho hai bình phương y mình khai bằng số 2. Y bình phương có nghĩa là hai bình phương trừ 5 nhân y cộng 3. Hai bình phương là 4, 2 nhân 4 là 8. 5 nhân 2 là 10. Kết quả bằng số 1. Tiếp theo mình sẽ tính quy 3. 2 nhân y bình phương có nghĩa là nhân 3 bình phương trừ 5 nhân cho 3 cộng 3. 3 bình phương là 9, 9 nhân 2 là 18, 5 nhân 3 là 15. Tám trừ cho 15 là 3, 3 cộng 3 là 6. Tiếp theo mình sẽ tính quy của 2 phần 3 phần 2. 3 phần 2. Mình sẽ tính quy của 3 phần 2. Hai nhân cho y bình phương có nghĩa là 2 nhân cho 3 phần 2 bình phương. Trừ cho 5 nhân cho 3 phần 2 cộng cho 3. Như vậy là 3 phần 2 bình phương, 3 bình phương là 9, 2 bình phương là 4, này 2 với 4 giúp gọn thì còn là 9 phần 2. Giờ 5 nhân 3 là 15, 15 phần 2. Giờ 9 phần 2 trừ cho 15 phần 2. 9 trừ cho 15 thì bằng là 26. 26 phần 2 chính là 23. 23 cộng 3 sẽ bằng 0. Đúng không? Như vậy mình sẽ có quy 1 bằng 0 và quy 3 phần 2 bằng 0. Như mà kết luận là y sẽ bằng 1. Như vậy nghiệm 1 và nghiệm 3 phần 2 chính là nghiệm của đa thức quy. Như mình kết luận là vậy. Một và 3 phần 2 là nghiệm của quy y. Giờ như là mình xong câu số 10. Giờ câu số 10 các em hiểu bài, các em xong hết video hãy biết các em hiểu bài.
Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 11. Người ta cho đất MT sông 3 cộng T liên hiệp 4 có nghiệm hay không? Vì sao? Như vậy câu này các em trả lời sao? Mình thấy là T lũy thừa 4 thì lũy thừa 4 lên thì một số lũy thừa 4 lên chắc chắn phải lớn hơn bằng 0. T lũy thừa 4 lớn bằng 0 cộng 3 sẽ lớn hơn 0. Lớn hơn 0 thì chắc chắn là không có nghiệm nha. Đúng không? Như mình trả lời là vì T lũy thừa 4. T lũy thừa 4 sẽ lớn hơn bằng 0. Nên 3 cộng cho T lũy thừa 4 sẽ lớn hơn 0. Vậy mình kết luận là đa thức MT không có nghiệm. Hay còn gọi là vô nghiệm, đã khúc vô nghiệp đúng này. Như là mình xong câu số 11 nha. Câu số 11 kem hiểu bài, kem sau không khích video hãy biết kem hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 12. Câu số 12 người ta nói là một cano đang chạy với tốc độ V bằng 16 cộng 2T. V tính theo đơn vị mét giây. Và T là thời gian tính theo đơn vị giây tính tốc độ của cano. Với T bằng này. Như vậy ở câu này người ta nói là mình sẽ có công thức tính vận tốc V sẽ bằng 16 cộng cho 2T. Đúng này. Vận tốc tính theo mét giây. T tính theo giây. T bằng 5 thế giờ mà sẽ tính được tốc độ. Như mà sẽ khai T bằng 5 và công thức ta được. Về sẽ bằng bạn 16 cộng cho 2 nhân cho 5. 16 hay nhân 5 là 10. 16 cộng 10 là 26. Đơn vị là mét trên giây. Vậy tốc độ của cano với T bằng là 26 m trên giây. Giờ như là mình xong câu số 12. Câu số 12 kem thứ bài, kem sau hết video hãy biết kem thứ bài.
Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng giới thiệu bóng hết, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nhé. Hãy chúc các em học tập, tạm biệt các em nhé.